Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Vâng ạ. Cho em chuyện của nhà em thì nó dài dòng lắm anh ạ. Thôi ngắn ngắn gọn nhé, khổ tôi chứ ai cũng muốn dài dòng thì có khi Nó chương vì trình là phải kéo cái dài sự cả việc nó tiếng diễn chứ, ra nó hai rất là tiếng dài chưa hết. dòng. Thì bây giờ em không biết là nói từ đâu nữa. Vì thực sự ra là chồng em là làm công chức nhà nước, làm gọi là làm cán bộ ở chính xã đấy. Mà bầu bịch suốt mấy chục năm. Nhưng mà sinh điểm nhận là năm 2014. Năm 2014 là 10 năm trước. lúc đó là anh ấy có là nó có cặp bồ với một cái cô người cùng xã. Thế là thì em phát hiện, em biết thì em biết trước đó lâu rồi, nhưng mà đến một cái ngày đó em mới gặp riêng cô ta. Tại vì em nghĩ là em nói mình một mình chồng em thì nó không có hiệu quả, cho nên là em gặp riêng cô ta để em nói chuyện. Thế sau khi em nói chuyện với cô ta thì cô ta chối, bảo là không có cái việc đó, và cô ta đe dọa em là nếu như mà ai nói với mày chuyện này, bằng chứng đâu, nếu như mà mày mà làm chuyện này ra, lỡ vỡ ra thì nhà tao chết thì nhà mày cũng chết, với lại thằng chồng mày nó làm cán bộ thì xã thì tao không để cho yên đấy. Nó đe dọa em như thế, xong rồi em mới xin số điện thoại, em mới gọi cho nó, em nhắn tin với nội dung là tôi sự việc thì của cô và chồng tôi thì tôi đã biết rồi, tôi nhắc cô đừng đừng bao giờ tiếp diễn và đừng để đến mức lúc mà chuyện xảy ra sẽ xấu xa hơn, tồi tệ hơn, để ảnh hưởng đến cô, vì cô cũng có gia đình, có chồng, có con. Tôi muốn giữ danh dự cho cô nên tôi gặp riêng để nói chuyện, nhưng mà cái thái độ cô cư xử cô làm như thế là cái tôi là không đúng. Thế em nhắn tin thế thì được 2 ngày thì hôm đó là anh chồng cô ấy gọi điện cho em và xuống nhà nhà em. Gọi điện thì em đầu tiên em cũng chối vì em không muốn biết cho chồng cô biết, muốn để giải quyết riêng với cô thôi. Nhưng mà sau 2 vợ chồng xuống nhà thì anh chồng cầm theo một tờ giấy ghi rất nhiều số điện thoại và nói với em rằng là cô xem đây có số điện thoại của chồng cô không. Còn vợ tôi, tức là cô, tức là Luyến, vợ tôi là con Luyến, là mấy hôm nay là tôi giữ điện thoại của nó rồi, tôi đang nghi nó với một cái thằng chủ xây dựng, chủ thầu ở khu chợ ngay ngay nhà luôn. Rồi, Thì em chị ơi, thế mong muốn của chị điều gì chúng tôi? thế thì sau cái vụ đấy thì anh ạ, sau cái hôm đấy thì cô ta cái hôm đấy thì 2 vợ chồng xuống, thế thì nói thế rằng nó tin ấy lại, xong ông chồng mới tát cô vợ cái, thì cô vợ xông sang đánh em, xông sang đánh em, để đánh xong đánh em xong rồi về đơn xã, để gửi ra xã là tố cáo là em nói không Vu khống cô ấy. rồi. Tóm lại là cách đây là cái chuyện đấy là chị đang kể cách đây chục năm đúng không? Vâng, 2014 đúng thế không? thế Nhưng vâng. tôi bây giờ tôi Nhưng mà muốn xong đó cuộc sống hiện là tại của chị ra làm sự sao? việc sau, xong anh ấn dài lắm, sự việc xong cái Thôi thì dài lắm thì thôi nhá, hay chúng ta chia tay nhau vậy chứ. Chứ thế này thì đến đêm không xong. Chị đang kể chuyện 10 năm trước, còn chúng tôi chỉ không, tư vấn tức là hiện nó tại. liên quan đến cả bây giờ ạ. Và sau đó cô ta bắt đền tiền, bắt nhà em phải đền tiền để Thấy chụp cố dại đặt chưa? đặt quần áo Tự đọc nhiên tiền. là tự nhiên đi gây sự. Chưa có bằng chứng gì cả, đi lôi cô ta đi gặp Không, xong là bị người ta vừa đánh vừa chửi cho. không, vì là cái chuyện đó là chuyện cô ta cặp bồ với chồng em là có thật. Mà nhà người ta đang yên ổn tự nhiên lên phá nhà người ta ra thế thì làm gì mà cho trả đánh cho. Thế Thế bây thì giờ chị mong muốn điều gì của chúng tôi thời điểm hiện tại? thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay chồng em vẫn bồ bịch trai gái, vẫn cứ chứng nào tật đấy không thay đổi. Đấy. Còn gia đình thì Bây giờ cặp với ai? dạ bây giờ lại với người khác. Rồi. Và thứ Bây hai nữa giờ là anh ta cán bộ địa chính xã đấy. Anh ta vâng. còn đi đo đạc ở khắp làng, khắp xã cơ. Chứ không phải đo đạc một vài thửa đâu. Tiền cho gái đến mức mà vỡ nợ, không có tiền, rồi là đi vay thậm chí là đi bán đất của những người nọ người kia để lấy tiền cho bồ cho Rồi, gái. rồi, rồi. Thế tóm lại Vâng. năm nay chị bao nhiêu tuổi? Em 52 ạ. Chồng chị bao nhiêu tuổi? Sắp về hưu chưa?
Cũng sắp về hưu anh ạ, chắc 1-2 năm, 2-3 năm đã về hưu rồi. Anh thì sinh bây giờ năm thì chị 1997. mong muốn chúng tôi là giúp chị là cải tạo cái con người của chồng chị, hay là mong muốn chúng tôi là Thế thì chị em mới đưa ra, em mới hỏi em hiện tại thì vì là gia đình nhà em sống em giữa em và út mẹ chồng, gia đình nhà chồng mối quan hệ rất là tốt. Đấy, không có vấn đề gì hết, bố ông bà rất là có yêu mấy chục thương năm quý lấy mến nhau ấy em, thì gia hai vợ đình rất chồng là có đoàn kết. mấy đứa con rồi. Em hai ạ, hai cháu, một cháu có gia đình còn một cháu đang đi làm công tác. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé, nhưng tất nhiên là anh ấy sẽ trả lời ngắn gọn thôi, chứ còn không thể trải dài theo cái câu chuyện của chị hàng chục năm như thế đâu. Còn nếu mà chị mong muốn là được tư vấn riêng thời gian dài hơn thì hãy đăng ký lại với tổng đài 02438262625 nhé. Mời À, anh Đinh rồi, Đoàn ạ. xin chào, mình ở đâu nhỉ? Dạ, em Thanh Hóa. Xin chào Thanh Hóa. Thứ nhất, một người đàn ông có hiểu biết suốt 30 năm cặp bồ, hết vụ này phá được thì lại đến vụ khác. Vâng ạ. Và nghĩa là anh ấy không thay đổi. Và cho Vâng ạ. đến bây giờ thì anh cũng chẳng còn sợ ai nữa đâu. Con thì lớn rồi, cán bộ thì cũng chả ai động đến lông chân anh ấy được. Mà vì tôi rất là khéo, anh cũng chẳng để lại cái đoạn hậu quả gì to tát. Cho nên là càng ngày có lẽ là anh cứ càng trượt đà. Anh ấy chỉ có dừng lại khi sau này già quá không làm gì được nữa, hoặc là bị một cơn tai biến đột quỵ nhồi máu cơ tim. Lúc ấy thì sẽ là của mình trọn vẹn, anh không đi san sẻ với ai được vì không ai người ta lấy cái đó. Đúng không? Chứ còn thì Vâng. đừng có hy vọng là nói một câu nào ấy, có cái biện pháp gì hay là giáo dục cải tà quy chính gì để cho người chồng ấy trở thành người đàn ông lương thiện, thương vợ thương con, không có đâu nhá. Cho nên những cái người mà phụ nữ, nhân đây tôi cũng nói với lại chị em, một lần tha thứ, hai lần nghiến răng tha thứ, nhưng mà lần thứ ba thì phải lo. Còn cứ để đừng để kể là 30 năm nay liên tục, thì cái người mà 30 năm liên tục ấy thì trong đó có một phần có trách nhiệm của mình, có lỗi của mình đấy. Mình cũng chả dám làm gì, cứ gọi là gãi ghẻ vậy thôi. Họp rồi nhắc nhở rồi. Rồi họp gia đình rồi dọa nạt rồi nó chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng thì không chữa được dứt điểm mà lại chỉ dạy anh ấy cái cách mà hoạt động bí mật hơn, rút vào khéo léo hơn. Vì vậy thì trong trường hợp của chị mình biết là 30 năm rồi. Bây giờ ai thay được đâu. Thế thì bây giờ thế này, con cái lớn rồi, mình lo cho bản thân mình đi. Ông ấy không thay đổi thì mình thay đổi, coi như ông ấy chết rồi đi. Tôi không có hầu hạ một cái người đàn ông bội bạc suốt 30 năm ở với vợ với con, nhưng mà vẫn vì người này người khác, vẫn thế nọ thế kia. Bây giờ mình có tiền đúng không, mình còn đi làm đúng không, mình có lương đúng không. Và em ở nhà kinh doanh nữa. À ừ thôi, kinh doanh thì cũng 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 có tiền. Để đi tập thể thao, giữ gìn sức khỏe, nâng cấp cái nọ, nâng cấp cái kia, cho nó ngon lành cành đào, tham gia vào các cái hội, thậm chí đóng góp tiền với lại hội nọ hội kia, đi du lịch, đi cho nó tỉnh táo, cho nó khỏe người. Tóc thì nếu nó có bạc thì nhuộm đi cho nó đều đặn, trông nó ngon nghẻ. Mình sống đầu tiên là mình thấy mình vui, soi gương và mình thấy ôi mình vẫn còn ngon phết, ví dụ như vậy. Các cháu nó khen dạo này bà trẻ ra mấy tuổi, ừ cũng tốt. Thôi, chả ai thương mình tự thương lấy bản thân mình. Tiền kinh doanh giữ lấy, đừng có chi hết cho chỗ nọ chỗ kia. Đấy, ông ấy sẵn sàng ông lấy tiền ông đi cho gái đấy. Cái người đàn ông đôi khi là đã bập vào rồi, vào cái chuyện tình cảm ấy là nó không không làm chủ được, là hay bị dại lắm, dại gái mà. Không vay dại dại đến có mức ạ, dại đến mức mà phải bán hết cả tài sản để Đấy, trả nợ vẫn không thế cho xong ạ. nên là thôi, cho bây giờ mình kinh doanh mà mình cứ bảo rằng là chả làm ăn gì được, dạo này ế chỏng ế trơ này, người ta mua bây giờ không ai, người ta mua nhà mình, người ta toàn mua ở trên Shopee với này, người ta đăng ký ở trên mạng rồi order rồi ship gì đến, chứ còn thì trực tiếp ra mua thì ít giảm, cho nên là thu nhập giảm hẳn. Co kéo cuộc sống nó tần tiện thôi, giữ lấy tiền nhá, để lo cho bản thân. Con nó mà bảo là tổ chức cho mẹ đi Vũng Tàu mấy ngày với các cháu, đi đi, không phải lo rằng là đi để ai nấu cơm cho ông ấy,
Không có gì cả. Thực ra là em đã ly dị mấy năm nay rồi ạ. Làm sao? Ly dị rồi. Vâng. Ly dị rồi thì còn gọi chúng tôi hỏi làm gì nữa. Tài sản nhà cửa là của em. Ừ. Thì anh ta là không có nơi ở. Bây giờ bà mẹ đẻ ra anh là ở với em. Mình vẫn nuôi chứ, nếu mà ly dị là mình vẫn nuôi mẹ chồng cũ đấy đúng không? Còn ông thì lang thang là không có nhà, ông ở ủy ban à? Vâng, ông vẫn ở chung nhà vì là ông không còn chỗ rồi. Tìm về thì ly hôn nhưng vẫn cứ ở chung nhà và thỉnh thoảng vẫn ngủ đúng không? Không ạ. Thôi thế thì thật ra câu chuyện... Mẹ anh ấy với lại các con cứ xin bảo là thôi thì... cho mời cơ hội cho ăn ở đây thôi thì cho cơ hội đấy nhà thì cùng nhau làm nên rồi thì cứ ở đi, nhưng mà mình không phải hầu hạ, không phải bỏ tiền ra để mình nuôi một cái người mà sống bạc bẽo với mình. Tôi đã nói rất là nhiều lần mọi người rằng là trên đời này chỉ có hai đối tượng mà chúng ta phải có nghĩa vụ. Thứ nhất là chúng ta hết lòng lo cho cái người đẻ ra mình, hai là cho những người mà mình đẻ ra ấy, tức là bố mẹ mình và con mình thôi. Thì vô tư, vì đấy nó vừa là đạo lý, nó vừa là trách nhiệm. Còn lại là vợ, là chồng, là những người này, người khác ấy, đều là phải có đi, có lại, xứng đáng thì mới hết lòng lo. Mình vâng cung phụng cho một cái... Vì lý do mà em phải gọi lên tổng đài, tại vì là bao nhiêu năm nay, từ xưa nay, mẹ chồng, nàng dâu vẫn ở, bố mẹ chồng vẫn ở với em. Ừ. Tình cảm rất là tròn trịa, không có sức nghĩa gì hết. Ừ. Nhưng bây giờ anh ấy cứ như thế, thì bây giờ mẹ chồng em làm 101 tuổi rồi. Ừ. Thực sự ra là em cũng muốn, tâm em cũng muốn là chăm sóc bà cho đến cái giây phút cuối cùng. Ừ. Nhưng vì tình trạng như thế, anh ấy cứ chơi bời như thế, tiền thì không góp về để ăn tiêu mà lại còn thỉnh thoảng còn về lấy trộm tiền của em đem đi nữa. Có tiền thì giữ để cho anh ăn trộm. Thế bây giờ em tức quá, thì em mới tuyên bố là bây giờ em không chăm mẹ anh nữa đâu. Ừ. Đấy là một cái điều tiếng mà em rất là day, rất lương tâm, mà khách quan bên ngoài mọi người cứ bảo em cố mấy chịu mấy chục năm rồi, bây giờ không muốn mấy nữa, cố đi. Nhưng mà em cảm thấy em cố này, em đau lòng lắm, em cay cú, em đau lắm. Bây giờ thế này này, mình không nghĩ đến anh ấy, cho anh loại khỏi vòng chiến đấu đi, không có quan tâm. Còn mình có lo cho bà già thì mình hãy nghĩ đấy là bà nội của các con mình. Và bà thì cũng không có lỗi gì, bà cũng không bạc ác gì với mình. Và bà cũng không dạy con bà hư. Thôi thì chẳng may bà có đứa con mà nó hư, tức là chồng mình ấy, thì chịu. Còn bây giờ mà bỏ bà ra đường thì cũng tội. Mình hết lòng mình lo cho bà cũng là một cái cách mình đang dạy con mình cái trách nhiệm với lại người cao tuổi. Các con mình nó thấy mẹ sao nhân hậu tốt thế, ly hôn với bố rồi mà vẫn nuôi bà nội, còn chăm lo cho đến 101 tuổi. Mai kia bà mà có mất cũng lo cho nó đầy đặn. Thì như vậy trong mắt các con và các cháu của mình ấy là bà là tuyệt vời. Thì đây là một bài học thôi. Bà ăn uống chả đáng bao nhiêu nữa, trời cho sống được bao nhiêu thì gọi là nó như ngọn đèn trước gió thôi, gắng lên một chút đi. Thế còn riêng cái đối tượng kia ấy, buông đi, về nhà kể các đói không có cho mà ăn, đi đâu thì đi, nhà ở thì cứ thích ngủ chỗ nào thì ngủ đấy, nhà rộng. Nhưng mà không phải là cơm canh đợi chờ rồi có về ăn không, rồi lại thấy dạo này bố nó gầy lại bồi dưỡng cho cái nọ cái kia làm gì nhá. Ông ấy phải trả giá để ông ấy nghĩ rằng là ông ấy sống như thế nào để đến cuối đời vợ bỏ rơi, vợ không thèm quan tâm, và cũng để làm bài học cho người khác nữa nhé. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chị vẫn nặng nợ với cái người chồng mà mình đã ly hôn. Hãy buông anh ấy đi nhá, cho ở nhờ là tốt rồi. Còn với bà nội của các con chị thì nên chăm sóc chu toàn nhá, để khỏi mang tiếng với các con và làng xóm. Xin chào chị. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, Bắc Giang đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Rồi. Thế em năm nay là 60 tuổi và em đang ở tỉnh Bắc Giang. Vâng ạ. Thế em là cao 1m63 mà nặng 57 cân. Vâng. Thế cái lòng vòng bụng là 85 ạ. Vâng. Thế thì cho em nói trước ạ. Vâng. Anh nói đi. Thế, vâng. Thế em thì tuổi 60 thì nó có hai cái bệnh lý mãn tính. Vâng. Thứ nhất là cao huyết áp. Vâng. Và viêm dạ dày. Vâng. Thế thì cao huyết áp thì em vẫn hàng tháng em lấy sổ ở huyện. Vâng. Thế còn bệnh viêm dạ dày thì em viêm mãn tính vào
chục năm nay rồi, em đi xoay hơn 10 lần rồi. Rồi. Thì cũng bác sĩ cũng chỉ nói là hang vị viêm đỏ rồi trào ngược dạ dày. Rồi. Cái này thì em không có phải uống thuốc. Rồi. Cái dạ dày ấy. Rồi. Sao nữa anh? Vâng. Thế thì nói chung thì bây giờ là em thì uống cái thuốc huyết áp cao thì uống cái loại sáng nào uống đi thì nó vẫn giữ được ổn định. Rồi. Vâng. Hết chưa? Hết câu hỏi chưa? Thế để cho em nói tiếp. Anh nói nhanh lên đi. Thế thì em có nói là năm ngoái thì vẫn quan hệ về tình dục, tình cảm bình thường. Thì cuối mùa đông năm ngoái thì có cái biểu hiện là khi mình cứ quan hệ xong là 2-3 tiếng xong nó có cái run chân tay, thì khó thở rồi thì nó bủn rủn rồi thì là hoa mắt chóng mặt. Rồi. Đấy. Khổ thân. Thế thì... Thế bây giờ còn quan hệ được không? Thế thì bây giờ em thì nói chung thì em vẫn quan hệ được. Rồi. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần quan hệ thì kêu hôm trước, tối trước quan hệ thì hôm sau nó lại cứ có cái biểu hiện đấy, em sợ. Rồi, khổ thân. Sau quan hệ thì nó run trong mấy ngày? Thì quan hệ tối hôm trước thì sáng hôm sau thì là nó run. Run thì em mới lại đi uống cái thuốc bổ lão hoặc huyết dưỡng lão như cái B3 ấy. Rồi. Thì nó cải thiện được lúc thế xong lại run tiếp, nó cũng đỡ thì nó cũng đỡ thế. Rồi. Hôm sau nó chưa, hôm sau là nó vẫn run. Rồi. Đấy, nhưng mà nó lại thế này, có nghĩa là em cứ quan hệ thì nó thế, còn nếu không quan hệ thì nó lại chả không sao có cả. Vấn đề gì. Ừ. Thế thì thế xong là đến trưa ngày hôm sau nó còn run tiếp không? Thì chưa, cứ 9-10 giờ cái là nó run thì em lại uống viên bổ lão với lại viên B3. Rồi, thế đến chiều ngày hôm sau thì còn run tiếp nữa không? Không, chiều hôm sau không. Thì là về bình thường rồi đúng không? Tóm lại là nếu mà anh hôm nào mà có quan hệ tình dục của tối hôm trước thì cả ngày hôm sau đến trưa là nó sẽ run rẩy lẩy bẩy như là một người bị Parkinson à? Đấy, có nghĩa là nó cứ bủn rủn chân tay mà nó hoa mắt chóng mặt cứ như là người đi ở trên mây. Rồi, thế nhưng mà có ăn sáng ăn trưa được không? Khổ thân có, thế. Có, em duy trì vẫn ăn sáng được. Vẫn phải cho đầy rồi. Đủ. Rồi, thế. Thế là bây giờ là một tuần quan hệ được mấy lần mà để nó run như thế? Một tuần thì trước kia mùa đông thì em chỉ 20-25 ngày mới được một lần. Rồi. Thế vừa rồi thì thật sự em sợ quá, em mới lên bệnh viện tuyến huyện em khám. Rồi. Em khám thì coi như là bác sĩ cho kiểm tra đo huyết áp lại. Rồi. Thì là cũng không có tụt huyết áp, mà huyết áp vẫn giữ tim mạch vẫn ổn định bình thường. Rồi. Thế thì bác sĩ chỉ định cho đi làm về cái gọi là đo lưu huyết máu não của hai... của bán cầu thái dương. Rồi, rồi. Thế thì mới kết luận là thiểu năng tuần hoàn máu não. Thiểu năng đấy. Tuần hoàn máu não. Đâm ra là nó không bơm máu lên não rồi làm gì, chả run, khổ thế nữa chứ. Đấy. Thế xong là có cho thuốc gì không? Có, thì bác sĩ cũng lại kê cái tuần hoàn não về thực phẩm chức năng và cái tuần hoàn não về thuốc tây. Rồi, thì bây giờ là tôi hỏi tiếp này. Anh tập trung vào câu hỏi thì trả lời chính xác là một tuần quan hệ được mấy lần? Bây giờ? Bây giờ thì thực tế là em tiêm 3 mũi bổ lão từ ngày đấy. Bây giờ là cứ 7 ngày đến 10 ngày là nó lại... Rồi, tức là khả quan hơn đúng không? Vâng. Mà trời ấm nữa chứ, khổ mùa đông nó lạnh như thế. Mà mùa đông năm vừa rồi có khi thấy mọi người trêu nhau là có vạch ra cầm đũa cũng không gắp nổi cơ mà. Đấy, thế sao hay mùa đông cái mạch, cái người bệnh cao huyết áp nó hẹp mạch thế sao? Đấy. Bây giờ thì vẫn tình trạng là vẫn run lẩy bẩy như thế đúng không? Bây giờ thì có nghĩa là hôm trước thì quan hệ bình thường, thế hôm sau thì mới run. Nó không có run mà nó có hay khó thở. Lại khó thở đó, thì ông lắm bệnh thế, khổ thế. Mỗi lần quan hệ là cảm thấy sung sướng, thấy yêu đời hơn thì mỗi lần quan hệ nào là run lẩy bẩy, nào là khó thở, nào là huyết áp tăng giảm thất thường, nào là thiểu năng tuần hoàn não. Huyết áp thì em nhà em có cái máy đo điện tử. Rồi thì bây giờ là phải huyết áp vẫn bình thường. Rồi, tức là bình thường ở mức là anh đang phải điều trị uống một viên vào buổi sáng đúng không? Anh vừa nói mà. Vâng, đúng còn rồi. Nếu mà không uống thì tức là nó cao còn gì nữa. Không, em vẫn phải duy trì, em uống tới 5-7 năm nay rồi. Em vẫn cứ sáng nào em vẫn uống cái thuốc đó. Rồi. Vâng. Bây giờ bác sĩ Hoàng Thế Hải sẽ làm sao mà
để khắc phục cái tình trạng run lẩy bẩy rồi là thiểu năng tuần hoàn não, nào là cái gì nữa, khó thở của anh nhá. Xin vâng, bác sĩ sẽ giúp anh nhá. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, tôi có nghe câu chuyện của anh về anh Văn rồi ạ, và tôi thấy cũng sốt hết cả ruột. Đấy. Khổ có làm được mỗi một cái thôi mà ngày hôm sau nó như là đi. Nó khó thở mà nó cứ chân tay nó bủn rủn mà cứ như là đi chân mây không chạm xuống dưới đất. Thực ra là mỗi một lần anh quan hệ tình dục thì nó cũng là một cái lần gắng sức ạ. Vâng. Và cái huyết áp của anh thì cũng là thời gian nó cũng khá là dài, 6-7 năm nay rồi. Có thể nó cũng ảnh hưởng tới tim. Nó ảnh hưởng tới tim của anh, cho nên là cái việc cung cấp máu lên cả các cái cơ quan khác, trong đấy cả cơ quan hô hấp này, rồi là tim mạch, kể cả não nữa, nó cũng không được như trước nữa. Chính vì thế mà nó có gây ra các cái phản ứng. Tuy nhiên của anh thì nó không phải là phản ứng tức thời mà nó là phản ứng muộn. Vì thế theo tôi thì thế này, không phải là chỉ để phục vụ cho việc quan hệ tình dục đâu ạ. Mà quan hệ tình dục nó là một cái hoạt động mạnh đối với cơ thể của mình. Vì thế mà tất cả các cái hoạt động khác, tất cả những cái hoạt động mà khiến anh phải gắng sức, anh cũng có thể gặp cái tình trạng như vậy. Chứ không phải là do quan hệ, không phải là do chỉ do quan hệ tình dục. Thứ nhất là anh cố gắng cải thiện thêm sức khỏe của mình. Vì tôi thấy ban nãy tôi nghe là có vẻ là anh hơi gầy. Trong của anh em thì vẫn giữ trong trạng thái là 57 cân ạ. Vâng, anh có tùy anh thôi. Nhưng mà anh cố gắng là cải thiện thêm cái sức khỏe của mình nữa. Sức khỏe của mình tốt thì hoạt động của các cơ quan nó cũng tốt hơn, và nó sẽ giảm đi những cái tác hại như là anh vừa mô tả nhé. Thứ hai nữa là gì ạ? Thuốc huyết áp là phải uống rất đều đặn. Anh đang làm rất là tốt rồi. Anh đi khám hàng tháng và bác sĩ cho thuốc như thế nào là anh cũng đã uống rất là đúng. Bởi vì là tùy theo các cái giai đoạn thì các cái thuốc huyết áp có thể nó sẽ sử dụng các cái loại thuốc khác nhau. Cần phải đổi thuốc như thế nào hoặc là cần dùng các cái loại thuốc gì để mà nó phù hợp với cái tình trạng huyết áp của mình, thì tốt nhất là mình phải đi khám thường xuyên và bác sĩ sẽ căn cứ theo hiện trạng của anh, kết hợp với rất nhiều các cái xét nghiệm để đánh giá cái chức năng thận của anh như thế nào. Cần thiết họ sẽ phải kiểm tra cả tim mạch của anh nữa để mà điều chỉnh thuốc cho nó phù hợp. Vì thế là anh rất cần phải được đi khám huyết áp theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ. Thứ ba nữa là tôi thấy anh có nói rằng là mỗi một lần anh khó chịu thì anh đều uống, có thể uống các cái viên bổ não hoặc huyết dưỡng não, hoặc là những cái một số các cái vitamin tổng hợp. Thì hiện nay là tôi thấy có trên thị trường có khá nhiều các cái loại thuốc để mà như kiểu hoạt huyết dưỡng não ấy. Đấy, và các cái loại vitamin anh có thể mua cái đấy uống hàng ngày được ạ. Chứ không cần phải khi nào hoạt động tình dục thì mới uống nhá. Mình uống hàng ngày để mình cung cấp cho nó đều đặn hàng ngày thì tôi nghĩ rằng là cơ thể của mình nó cũng sẽ tiếp nhận được những cái thuốc đấy ấy, thì nó sẽ tốt hơn cho anh là anh chỉ uống như kiểu điều trị. Bây giờ anh có một cái bệnh nền này, thế rồi tuổi của anh thì cũng là 60 rồi, anh có thể bổ sung thêm các cái thực phẩm chức năng đấy tôi thấy cũng được ạ. Nhá. Vâng, chứ còn không quá lo lắng. Chứ còn thật sự nếu mà mỗi một lần quan hệ tình dục mà nó như một cái hoạt động gắng sức mà anh như thế, chứng tỏ là cái tim mạch của anh cần phải kiểm tra chuyên sâu kỹ hơn về tim mạch. Anh ở Bắc Giang, anh có thể xuống Hà Nội cũng được, đến các cái bệnh viện chuyên khoa về tim mạch ấy ạ. Người ta sẽ kiểm tra lại cái tim của anh, hệ thống tim mạch của anh, xem là nó có vấn đề gì không, và nó ở mức độ như thế nào, thì nó sẽ mình sẽ kiểm tra được thì mình sẽ yên tâm hơn anh nhé. Rồi. Về tận Hà Nội ạ. Dạ vâng, thực ra thì theo tôi anh mới có 60 tuổi, còn rất trẻ, mà anh Đinh Đoàn đang ngồi trong phòng thu của chúng tôi là hơn anh vài ba tuổi nữa rồi cơ. Và anh Đinh Đoàn cũng còn tráng kiện lắm. Nhưng mà nghe qua giọng anh, mặc dù không trực tiếp nhìn thấy anh, thì nghe giọng anh thì tôi thấy rằng là sức khỏe khỏe của anh không tốt đâu. Giọng yếu và cách nói chuyện nó rời rạc.
Đâm ra là kể cả cái chuyện giao tiếp như này mình còn khó khăn, huống hồ cái chuyện quan hệ tình dục. Và như bác sĩ Hoàng Thúy Hải có chia sẻ thì quan hệ tình dục nó là một loại hình lao động cực kỳ vất vả. Tâm ra là hạn chế, gắng sức nha anh nhá. Chúc anh có một sức khỏe thật tốt. Và điều quan trọng như bác sĩ vừa nói là mình nên ra Hà Nội, mình khám tổng thể từ A từ đầu tới chân, xem có bộ phận nào là khám tất, chứ không chỉ khám mỗi chuyện huyết áp hàng tháng một lần như anh vừa nói ban đầu nhá. Chào anh, chúc anh có một sức khỏe thật tốt. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Quảng Nam. Dạ, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Chào bạn. Dạ, cho em có một câu hỏi nhờ chương trình cho em một lời khuyên á. Tại vì em cuộc sống của em là 20 năm. Em ở với người chồng này 20 năm, nhưng mà người này có cái tính là ở trong nhà á. Thì khác, nhưng mà ra ngoài đường thì ai cũng khen hết, ai cũng khen là tốt hết. Thế à? Rồi ở trong nhà thì cái tính là gia trưởng này, rồi ganh tị với vợ, bảo thủ gia trưởng lắm. Nhưng mà em càng sống thì em vì con mà em càng sống thì em càng khổ. Mà đến bây giờ thì năm nay em 42 tuổi, nhưng mà em cứ suy nghĩ là nếu mà mình ở nữa thì mình càng khổ nữa. Cho nên là em cứ, em bỏ em đi. Bỏ chưa? Em giờ em bỏ dạ, chưa? Em không biết làm sao. Bây giờ bỏ chưa? Dạ em bỏ, em đi về quê dạ. À bây giờ là bỏ chứ không phải là ly hôn đúng không? Dạ, em chỉ bỏ đi về quê thôi. Rồi, thế con cái thế nào? Đi. Dạ con thì em nói là hai đứa con, đứa thì học đứa 18 tuổi, một đứa thì học 14 tuổi. Nhưng mà em kêu con em về ở nhưng mà con em không chịu ở với ba. À, tức nói chung là hiện tại thì cuộc sống hai đứa con em vẫn ổn, vẫn lo. Nhưng mà em thì ở không được. Dạ. Rồi. Thế là ba con hắn ở cùng với ông bà nội hay là ở riêng? Dạ, ở riêng một cái nhà. Tại vì cái nhà đó là hiện tại là hai vợ chồng ở, nhưng mà ở nhờ người em thôi. À, rồi cũng chả có tài sản gì nếu mà chia tay nhau đúng không? Dạ, không có. Thế mà mẹ thì anh Dũng là bỏ đi các con thì nó không theo mẹ, nó ở với bố. Chứng tỏ là bố đối xử với con cũng rất tốt, mà hiện tại là đang chăm sóc hai đứa con đúng không? Một đứa 18, đứa 14, đúng không nào? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, chồng thì rất tốt bên ngoài, nhưng về đối xử với vợ thì có vẻ khiến vợ không hài lòng đúng không? Dạ, nhưng mà em vô thì mọi chuyện là để em lo hết. Nhưng mà em đi ra ngoài là anh ta lo. Thành ra là em đâm ra là cái gọi là cái vai trò của mình ở ngoài xã hội, khi mà người ta gọi là cặp vợ chồng thì bị lu mờ trước người chồng của mình quá chỉn chu đúng không? Dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào, đâu nhỉ? Đắk Lắk à? Dạ, em ở Quảng Nam. Quảng Nam. À, Quảng Nam. Xin chào Quảng Nam. Ơi, anh không nghe, em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em 42, chồng em 48 nhỉ. À cũng còn trẻ, 42. Hai đứa con, trai gái cả chứ? Dạ, đứa trai đứa gái. Ồ tốt quá. Còn cái nhà mà ở đấy là ở thuê ở nhờ của đứa em của anh ấy đúng không? Dạ, ở nhà chú đó thì cho em nói kỹ tí là tại vì từ khi mà kết hôn đến giờ là chồng em làm cho em chồng. Thì có một cái lời hứa là nếu như mà sau này á có nhà cửa thì sẽ cho chồng em, hai vợ chồng em, nhưng mà nói thôi không có giấy tờ, chỉ cho ở nhờ thì em không chịu, em ngồi lại em nói chuyện là bây giờ của anh hay như thế nào, hoặc là mình về quê mình làm cái nhà. Chứ còn ở như vậy là em không chịu, thì anh chồng em mới sáng thì em nói không nói gì hết, tối á là nút rượu vô bắt đầu cầm con dao với cái đồ là dọa, đưa vào cổ em dọa nếu mà lên tiếng hay như thế nào thì sẽ lấy mạng đồ này kia, nhưng mà nói nhưng mà không dám làm. Nhưng mà em thấy nói chung là ở không được. Tức là anh ấy thì tin em trai mình, cái hứa hẹn dạ, rằng là cứ làm hết lòng cho em rồi mai kia cái nhà này sẽ trở thành nhà của anh đúng không? Dạ đúng. Và rồi, anh ấy cũng tin rằng chẳng nỡ gì khi ông em ấy là hất mình đi đâu, bởi vì anh ấy đã làm rất là nhiệt tình cho em. Còn dạ, mình thì mình cũng mong muốn cho nó ra môn ra khoai rõ ràng đi. Nếu cho thì cho, mà sang nhượng thì sang nhượng, bán rẻ thì bán rẻ, nhưng mà phải là tên để sang vợ chồng mình đúng không? Dạ, dạ. Ai cũng có cái lý của mình. Dạ. Mà lương anh bây giờ làm có được kha khá không? Ba bố con có tự nuôi nhau được không?
Dạ, nói chung là từ ngày xưa đến giờ là em không biết đồng tiền của chồng em. Khi mà em có mặt ở chung mà không ăn chung, không nói chuyện, không gì hết. Nhưng mà anh chồng em thì em nói ra tòa ly dị nhưng mà chồng em không nói. Chồng em nói là đi đâu thì đi. Rồi còn tiền anh làm gì, anh nuôi con hay như thế nào là tự anh gia trưởng vậy đó. Không bao giờ mà... Tóm lại là mình, anh ấy không đưa tiền cho mình, nhưng nếu mà mình mà có đi ra khỏi nhà thì anh vẫn lo được cho con hết. Dạ đúng rồi. Còn nếu có mặt mình thì anh ấy không đóng góp gì đấy. Dạ đúng rồi. Đổ hết. Dạ. Cái rồi. Gia trưởng vậy đó. Thế nói bây đó. Giờ mình về ngoại là ở đâu, cách xa cái chỗ bố con nhà nó không? Dạ xa. Chồng em ở Sài Gòn, còn em ở ngoài Quảng Nam vậy. À, tức mình bỏ Sài Gòn để về Quảng Nam. Dạ. Trời ơi, thế xong rồi mình dự định là đi để cho nó nguôi giận rồi mình lại về Sài Gòn, hay là dự định, hay là bế tắc quá thì cứ đi về đã rồi chưa tính đường ra làm sao? Dạ em có tính đường lui, là trước khi đi là em có nói chuyện là về để chăm mẹ em một thời gian rồi xong rồi em vô lại. Nhưng mà em nói thôi, nhưng mà em chưa chắc thì em đã vô. Nhưng mà em nhờ con em nói là mẹ về chăm bà ngoại xong rồi bà ngoại khỏe rồi mẹ vô. Thì chồng em mới nói là cút biến luôn, không có cần, không có nói nhiều, không có, tôi không muốn gặp mặt bà đó lòng vòng. Nhưng mà ly dị thì không ly dị. Nhưng mà rồi. Tính toán hẹp hòi với em đó, mà em ở càng thật ở ra ly dị hay không ly dị. Đến ngày em ở 20 năm mà trong tay em vẫn không có một cái gì hết. Thì em lo hết. Đó lo là lý do, đó là lý do ly dị hay không ly dị không quan trọng nữa. Con thì vẫn còn đấy, nhà thì nhà ở nhờ của chú em, tiền thì mình chẳng có. Cho nên ký giấy ghi nợ ly hôn thì cũng chẳng có gì để mà chia, đúng không? Hai đứa con thì nó tự nguyện ở Sài Gòn với ba nó chứ nó không về Quảng Nam rồi. Anh nghĩ mình cân nhắc đi, xem là ông ấy có được cái điểm nào thật sự tốt không. Ông ấy có nhậu nhiều không? Dạ ngày nào cũng uống rượu. Thế xong là nhậu đấy, có đánh vợ đánh con nhiều không? Dạ dọa thôi, nhưng mà có một lần gần đây nhất là em bị trúng gió, em ngã. Em ngã em xỉu đổ mồ hôi rồi em kêu cứu. Thì chồng em mới thấy em như vậy, cái đóng cái cửa chốt lại ở trong luôn, không có ra dòm, hay lỡ em chết thì cũng mặc kệ luôn. Cái thành ra từ cái chỗ đó em bất mãn rồi em chán nản rồi em nói là nếu như mà mình tới 50 tuổi thì như thế nào. Cái em bỏ em đi. Em đi gì? Thế ở trong Sài Gòn ngày xưa thì em làm gì? Em chỉ thua chồng em thôi, nhưng công việc của em bán hàng, em bán mì quảng này, rồi em đi làm công nhân, em may tiếng rồi em làm. Nói chung em cũng cố gắng lắm, em làm mà rồi em làm vẫn không được gì hết. Em ở với anh này là không được gì hết, em nghèo mà em không có một đồng tiền dư nào hết. Bây giờ em về như nào. Em về Quảng Nam ngoài mà mẹ ra thì còn ai nữa không? Dạ em ở nhờ nhà em, nhà của mẹ thì cũng như nhà của Úc á. Em trai nó đang ở cùng với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi ở lại với mẹ một vài ngày đi, chăm mẹ đi. Thế xong rồi anh nghĩ thế này này, mình còn sức khỏe mới 40 đúng không? Dạ, 42 ạ. 42. Hai đứa con nó tuy là nó theo ba nó, nhưng mà bởi vì nó cứ nghĩ đến chuyện đang ở Sài Gòn hoa lệ rồi phố phường đông vui, bây giờ theo mẹ về quê với ngoại ở Quảng Nam là chúng nó sợ đấy. Yeah. Em còn sức khỏe, em còn sức trẻ, em chẳng làm nọ thì làm kia, vào đấy làm tiếp mì quảng, làm tiếp. Em cần không ở được chỗ đó thì em thuê một cái nhà nho nhỏ, vừa làm tiệm vừa là chỗ ở. Mình làm sao mình tự lập tự chủ, có tiền dần dần mon men đứa con nó sẽ ra. Ôi má thuê nhà ở giữa quận nhất hay giữa quận năm, má cửa hàng của má đông lắm, đông khách lắm. Các con nó thấy rằng là nó đi theo mẹ. Thế và ông ấy thấy rằng trời ơi, ở kia thì cũng nhà thuê, mình ở đây cũng thuê. Thế thấy túm lại là hãy trở lại Sài Gòn, ít nhất là cái nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm, mình cũng quen với làm ăn rồi. Hai nữa là cũng là được cùng có cơ hội để mà gần con nó quay đi quay lại. Chứ còn thì, và cũng là thoát được cái chuyện là ông ấy đánh đập. Rõ ràng ông không để xông đến cái chỗ mà mình đang ở một mình thuê, mình kinh doanh, mình bán. Nếu mình phát triển lên, mình có thể thuê một em bé nữa, một người nữa làm phụ với mình. Biết đâu đến lúc mình 5 năm sau mình làm chủ của một cái tiệm gì đấy nổi tiếng thì sao, đúng không? Vất vả một chút nhưng khẳng định bản thân. Cái việc mà mình bất lực quá, bỏ đi về quê cũng chỉ là tình gọi là
giải pháp tình thế thôi, để cho mình nó nguôi ngoai, nó đỡ bực, nó đỡ uất, nó đỡ tức thôi. Nhưng mà về lâu dài không thể ở đây được. Dạ. Không lẽ lại đi kiếm mấy công ruộng để cấy, hay là đi đánh cá, hay là cứ phụ ở đó được. Về chơi một ít bữa thì các em nó cũng quý, mẹ cũng thương, nhưng mà thấy bỏ cả chồng cả con ở Sài Gòn về quê ở, rồi mọi người lại nghĩ hay mình làm sao đến nỗi phải trốn, đúng không? Dạ. Ừ. Thôi cứ ở đây chơi thêm vài bữa nữa, xong rồi chắc mình cũng có người quen, đúng không? Mình trở lại Sài Gòn, mình xây dựng một cuộc sống mới đi. Dạ. Nhá. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi, điều quan trọng nhất đối với bạn lúc này là nên ở gần các con, đặc biệt là cái cô bé, đúng không? Con thứ hai là con gái, đúng không? Con gái 14 tuổi rất cần mẹ bên cạnh. Như anh Đoàn vừa chia sẻ, bạn đã đào sâu bén rễ ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì nên tận dụng cái khả năng làm việc của mình cũng như mở quán của mình để có thể xây dựng cơ nghiệp. Mà lúc ý thì có khi là anh ấy lại mon men về ở cùng ba mẹ con ấy nhá. Xin chào bạn. Dạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Giờ thì để tiết kiệm thời gian, quý khán thính giả không phải chờ đợi lâu để được kết nối, chúng ta sẽ đến với cuộc điện thoại đầu tiên của một khán giả gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Dạ, em ở Đắk Lắk anh Đình Nguyên rồi. Ừ, rồi. Hôm nay em gọi điện đến cho chương trình thì cho em xin hỏi tư vấn của bác sĩ ạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Em hôm nay 40 tuổi, em bị chẩn đoán bệnh nặng rồi mặc tử cung cách đây hơn 10 năm về trước ạ. Rồi. Em bị em đi ra bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị và về có sinh được bé thứ hai ạ. Rồi. Hiện nay cháu cũng đã 10 tuổi rồi. Mà khi đây 2 tháng thì cái bệnh nặng nội mạc tử cung của em nó đau lại em. Ừ. Thì em có đi khám ở cái phòng khám sản ở Đắk Lắk thì bác sĩ ở đấy họ kê cho em uống thuốc tránh thai á. Ừ. Mà em uống thuốc tránh thai thì về uống thuốc thì nó người nó cứ buồn nôn với mệt mỏi lắm ạ. Ừ. Em có điện cho bác sĩ thì bác sĩ nói là đấy là tác dụng phụ của thuốc thì em cứ cố gắng uống. Ừ. Thì em uống được một tháng rồi ạ. Thì cái chu kỳ kinh vừa rồi thì nó đỡ đau hơn đấy. Ừ. Nhưng mà uống thuốc tránh thai nó cứ mệt mỏi như vậy thì em muốn hỏi với bác sĩ là em có nên tiếp tục điều trị cái mặt nội mạc tử cung bằng phương thuốc uống thuốc tránh thai này hay không, hay là phải đi khám ở cái tuyến cao hơn đấy ạ. Rồi bây giờ đang ở Đắk Lắk hay là đang ở ngoài Hà Nội? Em ở Đắk Lắk ạ. Rồi, năm nay bốn mấy nhỉ? Em 40 ạ. À, 40 tuổi, có 2 con rồi đúng không? Con thứ hai là 10 tuổi. Vâng ạ. Và cái bệnh mà như bạn trình bày là lạc nội mạc tử cung ấy, thì chắc là từ hồi trẻ, từ hồi mới dậy thì đến nay đều thế đúng không? Nói chung là em không biết là bệnh đấy, nhưng em lấy chồng cho đẻ con luôn thì đến lúc đi khám. Em sinh lại con thứ hai thì em không sinh, em mãi không có bầu đấy, thì em mới đi khám thì bác sĩ gọi em thì bệnh đấy ạ. Rồi, mà cái bệnh ý thì tôi nghĩ là mỗi lần đến tháng thì nó đau dữ dội lắm, đúng không? Hôm trước kia thì nó không đau anh ạ, thì khi mà mình... Bây giờ 2 tháng gần đây thì là bạn lại thấy đau dữ dội và cái bệnh ấy lại tái phát, đúng không? Mặc dù là bác sĩ cho uống thuốc tránh thai để điều hòa cái chuyện đó, thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến tác dụng phụ, đó là chóng mặt, nhức đầu, rồi là hoa mắt, đúng không? Như kiểu là mang thai đứa thứ ba ấy, nhỉ? Có vẻ mong muốn đứa thứ ba hay sao, cười tươi thế? Dạ, do mà em thì em không muốn có, em tìm biện pháp tránh thai khác rồi, nhưng mà em vẫn là em sợ là bây giờ em tuổi cũng 40 rồi, em sợ uống cái thuốc tránh thai đấy mà có tác dụng phụ như thế nó có tốt hay không. Rồi, sợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em sức khỏe tốt không? Nói chung là em sức khỏe tốt chị ạ. Thế à, thế em làm nghề gì vậy? Em làm giáo viên chị ạ. À, ừ được rồi. Tại chị nghe giọng em, chị cứ tưởng tượng ra là rất là gầy ấy, mỏng manh ấy. Em không gầy đâu chị ạ. À, không gầy hả? Ừ. Em bị lạc nội mạc tử cung thì em có, bác sĩ có nói cho em là nó lạc ở đâu không? À, nó lạc ở tầng sinh môn đấy chị. À, nó lạc ở tầng sinh môn hả?
Vâng. Ừ, đấy, thế nó mới phức tạp chứ, giá mà nó lạc ở thân tử cung hay là nó nằm làm ở trên ở cái chỗ mà có thể phẫu thuật được thì người ta có thể phẫu thuật cho em. Tuy nhiên thì ở tầng sinh môn và bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có chỉ định là sẽ xử lý cho em không? Ở cái cách đây 10 năm là bác sĩ cho em uống thuốc phụ lạc cao với dạng nước á chị. Ừ. Và em uống điều trị thì nó hết đau với lại em sinh được bé thứ hai ạ. Ờ, thực ra cái lạc nội mạc tử cung ấy thì nó có thể đến ở bất kỳ vị trí nào mà nó thích. Và đúng là như anh Văn anh nói ấy, là mỗi một lần đau bụng, mỗi một lần hành kinh thì nó rất là đau. Nó đau bụng lắm, nó đau, nó làm mình rất là khó chịu. Và thường là những cái mà nó ở những cái vị trí thuận lợi thì thường người ta cũng hay có nhiều trường hợp là người ta phải điều trị ngoại khoa, tức là người ta phải can thiệp để người ta xử lý cái chỗ lạc ấy đi. Thì nó mới ổn. Tuy nhiên của em chị nghĩ có thể là cái vị trí nó cũng khó. Và năm nay thì em 40 tuổi rồi đúng không? Vâng. Ừ, chắc là bác sĩ ở Đắk Lắk người ta cũng muốn là người ta sẽ điều trị, gọi là điều trị nội khoa cầm cự cho em, chờ cho đến khi em mãn kinh. Khi mà em mãn kinh ý, em hết hành kinh rồi, cái buồng trứng của em nó không sản xuất ra các cái nội tiết tố nữa, thì cái lạc đấy nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ teo dần đi và em sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đúng là uống thuốc tránh thai ấy, thì đấy là phương pháp điều trị nội khoa. Và tác dụng phụ của thuốc tránh thai nó có thể làm có rất nhiều tác dụng phụ. Thậm chí nó có những cái người, có nhiều người người ta buồn đau đầu, buồn nôn, chướng bụng, thậm chí là tăng cân. Nó làm cho người ta rất là khó chịu. Chính vì thế mà điều trị kể cả áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc cũng phải có chỉ định của bác sĩ sản phụ khoa, chứ cũng không được tự ý để mà về để dùng. Hy vọng là em điều trị nội khoa được thì nó sẽ rất là tốt, chờ cho đến khi mà mình mãn kinh ý, nó sẽ teo dần đi và em sẽ không phải là mổ xẻ gì hết. Trong 1-2 tháng đầu có thể có cái tác dụng phụ của thuốc, và đến khoảng 2-3 tháng sau, 3-4 tháng sau thì các cái tác dụng phụ này nó sẽ giảm dần đi, vì cơ thể mình nó sẽ thích nghi với cả cái việc đó, thì em sẽ thấy dễ chịu hơn nhá. Và khi đã dùng thuốc tránh thai hàng ngày thì thứ nhất là phải tuân thủ đúng với cả cái hướng dẫn của bác sĩ, thứ hai là phải uống đúng với cả hướng dẫn của nhà sản xuất nhé, đừng quên viên nào. Và khi quên một viên thì làm sao, hai quên thì làm sao, tức là quên đến ba viên thì phải như thế nào. Tất cả những cái này bác sĩ khi mà người ta kê cho em, người ta sẽ dặn cho em rất là kỹ và em phải làm rất là đúng. Và khi đã áp dụng biện pháp tránh thai, khi đã áp dụng cái biện pháp điều trị nội khoa bằng dùng thuốc tránh thai thì em có thể sẽ không cần phải áp dụng biện pháp tránh thai khác nữa. Bởi vì là dùng cái thuốc tránh thai hàng ngày này thì cái tác dụng tránh thai của nó cũng khá là cao nhá. Em lo rất là đúng đấy, bởi vì sau khi mà mình đã sau 35 tuổi, thậm chí là 40 tuổi rồi thì dùng thuốc tránh thai hàng ngày ấy, thì người ta thấy cũng có nhiều những cái vấn đề mà mình phải cân nhắc. Tuy nhiên thì đây là cái phương pháp mà mình không phải áp dụng từ xưa đến nay, mà bây giờ mình mới áp dụng. Và thứ hai nữa, nó không phải là biện pháp tránh thai mà đây là thuốc điều trị của cái lạc nội mạc tử cung, tức là cái phương pháp điều trị nội khoa, cho nên là mình hoàn toàn có thể yên tâm và không phải lo lắng gì nhiều đâu. Một vài tháng nữa nếu như mà cái tác dụng phụ này nó giảm dần đi, cơ thể em thích nghi được dần với cả thuốc thì em có thể yên tâm điều trị cái lạc nội mạc tử cung bằng cái phương pháp này. Thế còn nếu như mà các cái triệu chứng nó tăng lên và nó làm cho em rất khó chịu, thậm chí là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của em, thì lúc này em sẽ nói thêm với cả bác sĩ mà điều trị cho em ý, để người ta sẽ tư vấn thêm cho em nhé. Rồi, mà tôi nghe phần đầu cái cuộc trao đổi này thì thấy rằng là bạn đang dùng thuốc tránh thai hàng ngày để làm có tác dụng điều trị cái lạc nội mạc tử cung và vẫn sử dụng một biện pháp tránh thai khác nữa thì phải. Mà nếu cái biện pháp tránh thai khác nữa là thuốc thì thực sự là hai loại thuốc tránh thai cùng một lúc là rất là nguy hiểm khi hàng ngày mình uống đấy nhá. Có loại này thì phải thôi loại kia ngay nhá. Xin chào bạn. Em cảm ơn chương trình nhiều ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thế Hải. Hai chị trong chương trình càng ngày càng nhiều sức khỏe để tư vấn cho toàn thể bà con nhân dân ạ.
Rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là cứ đợi đấy để 10 năm nữa mới mãn kinh thì rõ ràng là cái cuộc chiến này cũng hơi lâu đấy nhỉ. Thế biết đâu 2-3 tháng nữa khi mà cơ thể nó điều tiết được tất cả cái loại thuốc vào người thì nó sẽ giảm đi thì sao nhỉ? Hy vọng như vậy. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Alo, đây. Dạ vâng, chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì vậy ạ? Buồn nên muốn hỏi Cửa Sổ Tình Yêu một tí. Rồi, thì tôi thấy hầu như tất cả mọi người đều buồn mới gọi cho Cửa Sổ Tình Yêu, chứ vui chả thấy bao giờ gọi đâu. Suốt ngày chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, rồi là hai vợ chồng ly thân, ly hôn, rồi ngoại tình, rồi bệnh tật. Toàn thấy buồn mới gọi cho Cửa Sổ Tình Yêu. Thế hôm nay là chị vui hay chị buồn? Đang buồn. Buồn? Buồn vì sao? Vì từ hồi lấy chồng tới giờ ấy, cứ mỗi lần vợ chồng mà có xích mích thì chồng toàn lấy tiền rồi đi ra ngoài ấy. Đi ra ngoài làm gì? Đi tìm tiền về. Thế là năm nay anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Nay 56 tuổi, hai vợ chồng cùng tuổi. Hai vợ chồng 56 tuổi, thế mà hai vợ chồng cứ thêm một tháng cãi nhau mấy lần? Không, nghĩ là một năm tầm 1-2 lần thôi. Một năm 2 lần, thế 2 lần cãi nhau như thế là 2 lần ông ấy mang tiền đi, ra ngoài tiêu hết tiền lại về. Mỗi lần mang bao nhiêu tiền đi? Tháng nhiều á. Tháng nhiều là bao nhiêu? Thì từng lần tài khoản, có lần thì bán cả xe cà cũng đi á. Rồi thì tóm lại tổng cộng là mỗi lần ông đi, đi bỏ nhà ra đi là ông mang bao nhiêu tiền đi? Tầm triệu, mấy triệu á. Ôi giời ơi, một năm cho ông hai lần ông đi sảng khoái với bạn bè một tí, gọi đi xả hơi tí, ở nhà với vợ, bà vợ 56 tuổi bằng tuổi chắc là cũng hay cằn nhằn hay khó chịu, đâm ra là với thế đúng không? Không, ý là toàn chồng đi chợ, vợ đi làm nên khổ. Thế mà muốn ông không mang tiền đi tiêu nữa thì đừng xích mích nữa đúng không? Mình biết biết cách giải quyết vấn đề rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi. Chắc là cũng lấy nhau phải 30 năm rồi nhỉ? Gần 40 năm rồi anh. Gần 40 năm. Đã lên chức bà nội bà ngoại chưa? Dạ, lên chức rồi anh. Thế xong rồi nhà mình có quê quán, hình như quê quán ở ngoài Bắc hay miền Trung gì đấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Có hay về quê không? Em thì tới tận nay cũng gần 50 năm rồi mới về được cái lần à. Còn ông chồng thì như năm nào cũng về một lần. Rồi. Trước đây kinh tế nó khó khăn, con còn nhỏ, chào con thì chưa lấy chồng, lấy vợ. Thì đúng là để mà một chuyến về quê cũng vất vả. Bây giờ để vợ chồng đều 56 tuổi rồi, con cũng đều có cuộc sống riêng. Giàu thì giàu rồi, nghèo thì cũng nghèo rồi. Lúc này vợ chồng là lúc mà dắt díu nhau để đi nốt cái quãng đời cuối cùng này cho nó vui vẻ. Mình đừng có ngồi đấy quản lý ông như quản lý một con thỏ như thế. Con thỏ em thỉnh thoảng cũng, em cũng thế lắm, nhưng mà tại vì anh ấy cứ toàn cứ về quê lại bồ đi đám xong. Anh về quê đi đám mình cũng về đi, tội gì. Không bao giờ được anh ạ. Chỉ có anh em đi một mình, là đi tiệc cùng ở trong làng, đi được tăng 1, tăng 2, tăng 3 nữa. Đến khi ra ngoài mà gọi không mắc máy bao giờ luôn đó. Thì đúng rồi, cái chuyện đấy ở xã hội bây giờ các ông ấy đi ăn nhậu xong rồi không có vợ sau đi hát karaoke để có tay vịn, nó phổ biến lắm, mình cũng chẳng thể nào mà giám sát được nhiều. Cho nên bây giờ mình biết là mình ngồi đấy mình sống cho mình, 56 tuổi giờ giữ làm sao được, đến con mình mà mình bảo rằng là con ngoan ngồi đấy đi, không được đi đâu cũng còn khó. Con trai nhà mình bây giờ nó có bồ, mình còn con thiệp cũng còn khó, huống chi như ông ấy một năm có 2 lần dỗi vợ để đi với bạn với bè một tí thì... Yeah. Cho nên là học cách sống thương mình, yêu mình, lo cho mình. Tôi thấy 50 năm mới về quê một lần, mà bây giờ thật ra có vài trăm bạc một cái. Mình không đi máy bay, mình đi tàu hỏa, mình từ ở Đắk Lắk mình đi xuống hoặc đi ô tô về quê giao lưu với chị em, gặp lại cái đám hội ngày xưa học cấp 1, cấp 2 với nhau.
thăm hỏi quê hương nó vui nó vẻ, ngồi đấy bây giờ ấm ức đấy, lại đi rồi chắc là hát karaoke xong lại chui vào từ A đến Z rồi, khéo không lại rước bệnh rước tật vào người, cứ ngồi đấy lẩm bẩm như bà già đau khổ ấy, thì nó chán lắm. Cho nên là người ta mới nói rằng tuổi đến cái tuổi nào đó chúng ta phải học cách yêu mình và học cách sống cho mình vui đi. Nghĩ làm gì, đi đâu được thì đi cùng cả hai. Tôi đi với, tôi hát karaoke được, tôi cũng đi. Giao lưu với hội đồng ngũ, đồng môn gì đấy mà cần thiết thì em đi với, chả đời chả được đi đâu. Hôm nào mà có dỗ hay là có đám hay là ở quê người ta mời đám cưới cả hai vợ chồng cùng về. Ông ấy làm sao mà không cho đi được, mình cũng có tiền, mình phần đấy tuổi đầu rồi. Thôi thế thì ông không muốn đi cùng với tôi đi chuyến sau. Ông cứ đi chuyến xe trước thì tôi nhà xe sau, hẹn gặp lại sáng mai tại quê nhà. Mình phải sống thế chứ, đúng không? Đấy, ừ. Thế làm khó. Ông làm khó thì mình làm khó cho ông hơn. Rất nhiều đàn ông sợ vợ làm khó. Mình sợ gì ông, bây giờ sợ ông đánh à? Tôi chả làm gì sai trái, tôi có tiền tôi về quê thăm hỏi bà con họ hàng. Đến tuổi này rồi tôi tham gia mấy cái lớp mà chị em cứ hay vũ điệu với vũ hội với lại thể dục thể thao đấy chẳng hạn. Thế thì mình tự làm cho cuộc sống của mình nó vui vẻ lên. Thậm chí dạ, không phải tham gia vâng. Cái gì cơ? Dạ, cũng có tham gia đầy đủ, cũng trên nhảy nhót đấy, nhưng mà vẫn cứ ước, cứ muốn cho ông không được đi. Mình thì tham gia thoải mái, còn ông thì đi thì không cho tham gia. Thế bảo rằng buông bỏ đi, 56 gần 60 tuổi đầu rồi, mỗi người có một cuộc đời của mình ấy. Mình giữ làm sao được, quản làm sao được mà ngồi đấy mà tức. Đã thế ông đi mình cũng đi hơn, ông về sớm ông nấu cơm, hôm nay tôi mệt, tôi đi ngang qua kia tôi ăn bát bún rồi, tôi ăn bát miến rồi. Không việc gì phải ngồi nhà mà phải cơm dẻo canh ngọt cho mà ông mà đi chơi suốt ngày, ví dụ như vậy. Mình cũng để cho ông thấy rằng nếu như không có trách nhiệm thì đây cũng không phải ngồi đấy hầu phải lo. Tôi là vợ chứ không phải là giúp việc. Giá bây giờ tôi không có tiền, ông đi làm mỗi tháng 6-70 triệu, ông về ông đưa tiền tôi nó khác. Cả một đời vất vả con cái rồi, bây giờ buông nhau ra một tí và sống cho riêng mình đi một tí. Nó có sơ sẩy, nó có thỉnh thoảng, nó có hao hụt một tí, mình cũng chả giữ nổi đâu mà. Nhiều ông đến tuổi này còn hư nữa ấy. Cờ bạc, lô đề, gái mú còn lôi cả gái về chứ không phải là một năm hai lần đó, đi. Đó, đó, mình có anh nói đó, giống y như vậy đó. Rồi thì đang nói là mình đến đâu thì khắc phục đến đấy. Còn ngồi bệnh đây em mà đang nói, vâng, thì đúng rồi, nhưng ý em xin lỗi bệnh anh đang nói nó không thiếu thứ gì nên mới buồn. Rồi, không thiếu thứ gì nhưng mà buồn đã chịu đựng được với nhau 40 năm nay rồi mà. Nhá. Bây giờ mình phải tìm được cái niềm vui cho mình và điều quan trọng nhất là mình phải quan tâm đến sức khỏe của mình và mình yêu mình hơn. Còn cho ông ra ngoài nhá. Nhá. Ủa, này đang ly thân 2 tháng rồi nhưng mà vẫn... Rồi thì nối lại đi, tối nay nối lại đi. Ly thân 2 tháng là gì? Thiệt mình. Nhá. Chả dại, đúng không? Dạ. Ừ. Cảm ơn chuyên gia Tấm Lập Linh Đoàn. Xin chào chị nhá. Đấy, cái hứng khởi cười hí hí rồi. Thế nào tối nay cũng làm lành, không ly thân nữa cho mà xem.